thất bại một cách hoàn toàn. Nhưng mà chính điều thất bại đấy thì giúp cho tuần sau thành công hơn. Và đây, một cái thành công, một vượt khó công lượng. Trong 3 ngày tôi đăng 1 video lên, tôi đạt được 1,1 triệu lượt xem trong 3 ngày. Đây là một cái cực kỳ thành công của đội ngũ. Nếu mà không có đội ngũ, không có những cái nốt cơ bản mà viết ra cái tờ giấy nhớ đấy, thì chúng tôi không thể thành công như này được. Đấy. Sau một tuần chúng tôi vật lộn, tôi làm thấy nó không ổn, thì bắt đầu lại họp lại anh em, tại sao không ổn, bắt đầu ngồi người thì đổ vạ cho máy, quay người thì đổ vạ cho là bây giờ nhiều công ty quá rồi, không đổ vạ được, tìm giải pháp. Ở giai đoạn này chúng ta cần phải làm gì để doanh nghiệp ta phát triển? Anh chị đặt các câu hỏi thôi. Và đặt câu hỏi, bây giờ đặt câu hỏi xong, chúng ta làm gì? Anh chị chuẩn bị những việc xong. Thứ nhất là chuẩn bị cho tôi giấy nhớ. Thứ hai là chuẩn bị bút. Nếu mà anh chị có bao nhân sự, chúng ta chuẩn bị bấy nhiêu cái, đúng không? Chúng ta lấy giấy nhớ ra và yêu cầu họ hãy viết ra những ý tưởng của cái giai đoạn này. Để doanh nghiệp ta phát triển thì chúng ta cần phải làm gì trong giai đoạn này? Hãy lấy giấy nhớ ra viết vào, không cho họ nói nhé. Hãy dùng cho suy nghĩ của họ để họ viết ra giấy. Đó. Sau khi viết ra giấy rồi thì chúng ta là chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ tách ra làm như sau. Hãy chia cái bảng ra thành hai phần. Phần thứ nhất nói về cảm xúc, phần thứ hai nói về tư duy logic, đúng không? Ví dụ anh Thắng mà nhân viên sẽ đưa ra câu trả lời là chúng ta phải sau mỗi lần lắp đặt điện thông minh phải tặng quà. Tặng quà thì chúng ta nói về cảm xúc, và cảm xúc cái gì mà vui thì nhận quà, ai là thích, nó thuộc về gì? Giá trị cảm xúc. Nếu mà bạn nhân viên nói là gì, anh phải mang cái sản phẩm demo đến, bật công tắc tầng 1, tầng 2 như thế nào để cho người ta xem, thì nó thuộc về gì? Logic. Thì chủ doanh nghiệp có nhiệm vụ đầu tiên là phân loại đâu là thuộc về cảm xúc, câu trả lời về cảm xúc thì đáng nó sang bên, đâu là thuộc về tư duy logic để giúp cho doanh nghiệp ta phát triển, đáng sang bên. Sau khi đáng xong rồi chúng ta làm thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn, chọn 3 cái ý để cho trong tuần này chúng ta triển khai. Rất là cảm ơn chủ tịch viên rất là ưu ái. Ngày hôm nay thì phần này nó cũng hơi dài một chút, thì cũng rất là biết ơn chủ tịch viên đã dành cho ban đào tạo chia sẻ với anh chị. Thì phần đầu tiên trước khi chúng ta sẽ vào học tập thì các anh chị, tôi có một cái đề nghị, điện thoại các anh chị đang ở trạng thái ngừa, hãy úp lại cái điện thoại này. Được. Rất là biết ơn các anh chị. Chúng ta hãy úp lại. Là một động tác nhỏ thôi mà chúng ta sẽ tạo ra sự thành công rất lớn. Phần thứ hai là các anh chị hãy người trao cười thật cực kỳ quan trọng cho người ngồi bên cạnh. Hãy cười đi ạ, cười với hai người ngồi bên cạnh. Đã, chứ nhiều cười thương, cảm ơn anh chị đã mở lòng. Và ngày hôm nay thì chúng ta câu hỏi ngày hôm nay là làm thế nào để kinh doanh thịnh vượng? Làm thế nào để kinh doanh thịnh vượng? Đây là câu hỏi mà rất lớn cho các chủ doanh nghiệp. Và tôi cũng đi tìm câu hỏi này. Và trong quá trình tìm câu hỏi, tìm được cái câu trả lời đến đâu thì chia sẻ chị đến đấy. Và cái phần tôi muốn chia sẻ với chị là trái tim của chủ doanh nghiệp thì có hai đôi cánh để nó bay đi xa hơn. Đôi cánh thứ nhất là nói về doanh nghiệp, thì cái đôi cánh đầu tiên này là nói về tài chính này, nhân sự, marketing, bán hàng và hệ thống hóa của quản trị. Thì chúng ta làm được 50 người này, chúng ta đóng gói và bán công ty đi, đúng không ạ? Đâu đó một số anh chị chỉ làm được đến cái bước thứ tư, còn bước cuối thì chưa làm được, đúng không ạ? Thì đấy là cái cánh đầu tiên của chủ doanh nghiệp. Cái cánh thứ hai, một cái cánh này rất là quan trọng và câu nói rất nổi tiếng của Hồ Chí Minh, đó là nếu mà thao trường không đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ đổ máu đó. Thì đây, nếu mà chủ doanh nghiệp không chịu rèn luyện thì chúng ta sẽ không thể đưa doanh nghiệp ra thành công và đóng gói được. Thì đây là cái gì? Là đầu tiên chúng ta phải phát triển bản thân giỏi đến mỗi ngày, và thứ hai là chúng ta gì? Phát triển đội ngũ. Thứ ba là phát triển doanh nghiệp. Phát triển bản thân thì hôm trước tôi đã chia sẻ với anh chị mấy công thức rồi, công thức 20-20, công thức 22-22. Và chúng ta bắt buộc phải dậy từ 5 giờ sáng. Nếu mà anh chị phải ngủ quá 5 giờ sáng thì anh chị không thành công được. Đây là cái điều chúng ta lưu ý. Và hôm trước thì đã chia sẻ với anh chị xong hai vấn đề. Thứ nhất là phát triển bản thân, thứ hai là marketing. Marketing thì chúng ta có các công thức marketing. Công thức rất là quan trọng trong marketing, đó là công thức 7, 24 và 30. Đấy là công thức marketing của chủ doanh nghiệp chúng ta phải thuộc, và chúng ta vận hành về cái sản phẩm dịch vụ chúng ta. Và ngày hôm nay thì tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị là phát triển doanh nghiệp thì chúng ta cần làm những điều gì, và chia sẻ câu chuyện thành công của nhà đầu tư. Và điều cực kỳ quan trọng ngày hôm nay anh chị biết được đó là tài chính doanh nghiệp. Chúng ta phải biết được tài chính doanh nghiệp. Nếu không biết tài chính doanh nghiệp thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và tài chính doanh nghiệp này làm thế nào để chúng ta ít 2 lần 3 lần cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Thì cái phần này nó hơi dài một chút, chủ tịch viên đã nhường thời gian thì sẽ chia sẻ với chị sâu về cái tài chính doanh nghiệp. Có một công thức ở bên nước ngoài người ta đã áp dụng rồi, về Việt Nam cũng áp dụng và thành công rồi.
và chúng ta đi sẽ đi phần đầu tiên, đó là phát triển doanh nghiệp. Thế thì trong cái quá trình giai đoạn này thì anh chị phải làm cái động tác này liên tục và thường xuyên. Và ở đây anh chị hãy đặt ra một cái điều rất quan trọng, khi chúng ta họp đội ngũ nhân viên của anh chị 3 người cũng được, 5 người cũng được, nhưng hãy đặt cho họ họp đội ngũ và đặt ra câu hỏi: ở giai đoạn này chúng ta cần phải làm gì để doanh nghiệp ta phát triển? Anh chị đặt ra câu hỏi thôi, và đặt câu hỏi, bây giờ đặt câu hỏi xong chúng ta làm gì, anh chị chuẩn bị những việc sau. Thứ nhất là chuẩn bị cho tôi giấy nhớ, thứ hai là chuẩn bị bút. Nếu mà anh chị có 3 nhân sự chúng ta chuẩn bị bấy nhiêu cái, đúng không? Chúng ta lấy giấy nhớ ra và yêu cầu họ hãy viết ra những ý tưởng của cái giai đoạn này để doanh nghiệp ta phát triển, thì chúng ta cần phải làm gì trong giai đoạn này. Hãy lấy giấy nhớ ra viết vào, không cho họ nói nhé, hãy dùng cho suy nghĩ của họ để họ viết ra giấy đó. Sau khi viết ra giấy rồi thì chúng ta là chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ tách ra làm như sau. Hãy chia cái bảng ra thành 2 phần. Phần thứ nhất nói về cảm xúc, phần thứ hai nói về tư duy logic, đúng không? Ví dụ anh Thắng mà nhân viên sẽ đưa ra câu trả lời là chúng ta phải sau mỗi một lần lắp đặt điện thông minh phải tặng quà. Tặng quà thì chúng ta nói về cảm xúc, và cảm xúc cái gì mà vui thì nhận quà, ai giải thích nó thuộc về gì? Giá trị cảm xúc. Nếu mà bạn nhân viên nói là gì, anh phải mang cái sản phẩm demo đến bật công tắc tầng 1, tầng 2 như thế nào để cho người ta xem, thì nó thuộc về gì? Logic. Thì chủ doanh nghiệp có nhiệm vụ đầu tiên là phân loại đâu là thuộc về cảm xúc, câu trả lời về cảm xúc thì dán nó sang bên, đâu là thuộc về tư duy logic để giúp cho doanh nghiệp ta phát triển, dán sang bên. Sau khi dán xong rồi chúng ta làm thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn 3 cái ý để cho trong tuần này chúng ta triển khai, đúng không? Chúng ta chọn 3 ý tưởng của chính những nhân viên doanh nghiệp chúng ta để chúng ta triển khai, và triển khai một cách bãi hiện, đo lường thưởng phạt rõ ràng trong một tuần, đúng không? Và nhà đẹp của mình đã làm đúng cái việc liên tục, và chúng tôi đã có được câu chuyện rất là thành công trên mong đợi cái giai đoạn mà khi truyền thông internet nó tràn ngập như vậy, thì chúng tôi ngồi họp lại với nhau. Và câu hỏi của nhà đẹp của mình đấy, ở đây họp với bộ nhà đẹp của mình, tôi nói là chúng ta cần phải làm gì truyền thông của cái giai đoạn này của doanh nghiệp nhà đẹp của mình. Thì có rất nhiều các bạn rồi ý tưởng, mỗi một bạn tôi yêu cầu là có từ 5 ý tưởng trở lên. Các bạn ngồi viết, và trong đó một tuần đầu tiên tôi làm quyết liệt, và tuần đó là tôi bị thất bại một cách hoàn toàn. Nhưng mà chính điều thất bại đấy thì giúp cho tuần sau thành công hơn. Và đây một cái thành công, một vượt quá mong đợi. Trong 3 ngày tôi tăng 1 kg lên, mới đạt được 1,4 triệu lượt tiền xem trong 3 ngày. Đây là một cái cực kỳ thành công của đội ngũ. Nếu mà không có đội ngũ, không có những cái nốt cơ bản mà viết ra cái tờ giấy nhớ đấy, thì chúng tôi không thể thành công như này được. Đấy. Sau một tuần chúng tôi vật lộn, tôi làm thấy nó không ổn, thì mình bắt đầu lại họp lại anh em tại sao không ổn, bắt đầu ngồi người thì đổ vạ cho máy, quay người thì đổ vạ cho là bây giờ nhiều công ty quá rồi không đổ vạ được, tìm giải pháp đưa được pháp. Thế thì bảo bây giờ cuối cùng vẫn là content là vua, thế giờ phải ngồi viết content, viết kịch bản. Thì một số các bạn đưa kịch bản rất hay, và chúng tôi đã ngồi làm với nhau. Và cái câu chuyện 30 giây, làm thế nào để một video 30 giây có giá trị, thì bắt đầu ngồi anh em nhân viên cũng biết này. Thế là bắt đầu chúng ta hành động để thu thấy kết quả, và đây là kết quả rất là tuyệt vời. Các chị thấy kết quả này tuyệt vời không ạ? Hãy vỗ tay cho tôi. Đây là cái phần đầu tiên muốn chia sẻ, đó là phát triển doanh nghiệp bằng cách chúng ta sử dụng trí tuệ của nhân viên chúng ta. Trí tuệ tập thể là trí tuệ rất là thành công. Chủ doanh nghiệp giỏi rồi, nhưng mà ta hãy vận dụng trí tuệ của tất cả đội ngũ công ty doanh nghiệp chúng ta, thì chúng ta sẽ thành công hơn. Thì đấy là cái phần phát triển doanh nghiệp, thì anh chị lưu như vậy. Đây chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là chúng ta sang tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp thì phần này là các anh chị sẽ có một cái công thức mà chính tuân nhờ vào Vina cũng biết công thức này, và rất là biết ơn Vina, và sẵn sàng chia sẻ lại với anh chị. Đó là công thức tài nguyên. Anh chị nào đã biết công thức này rất là tôi cảm ơn anh Thái, anh Năng và tất cả các anh chị. Còn lại những anh chị chưa biết thì tôi rất là vui chia sẻ lại. Còn anh chị đã biết rồi thì có thể đôi đó lúc tìm lại những kiến thức có thì mới, đúng không? Công thức Five Way sẽ nói như sau. Đầu tiên là chúng ta phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng ở đây trong thời đại công nghệ 4.0 hay công nghệ internet này, chúng ta tìm khách hàng tiềm năng rất dễ, và có công thức để tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì tôi sẽ chia sẻ sau. Ở đây chúng ta lấy tìm được 4.000 khách hàng tiềm năng trong giai đoạn internet như này thì rất là dễ các anh chị. Đấy, để có 4.000 khách hàng tiềm năng thì chúng ta hãy họp đội ngũ đi theo bước 1.
Đấy. Thì sau khi có cái hàng tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ nhân một cái hệ số. Ở hệ số này thì là Tobinai và các chủ doanh nghiệp tính ra con số là 1/4, nghĩa là hệ số là 25%. 4.000 người mà chia cho 1/4 thì chúng ta còn có gì? 1.000, đúng không? Đấy, đây là hệ số. Chúng ta nhớ hệ số 25%. Hệ số này chúng ta cũng bằng cái tại sao ra 25%, vì tất cả chúng ta nghiên cứu hết ra rồi. Từ 4.000 người này thì chúng ta sẽ có gì? Được 1.000 người, đó là khách hàng. Bây giờ chúng ta có 1.000 khách hàng, chúng ta làm nào? Anh chú siêu thị chắc chắn có 1.000 khách hàng ra ra vào cửa hàng này. Giờ có 1.000 khách hàng anh làm thế nào, đúng không? Bây giờ mình bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Khi chúng ta có 1.000 khách hàng thì chúng ta sẽ tiến hành công thức tiếp theo. Khi có khách hàng rồi thì chúng ta sẽ nhân với số lượng giao dịch. Ví dụ 1.000 khách hàng vào cửa hàng chung sẽ mua gì? Một cái sản phẩm nào đấy, đúng không? Số lượng giao dịch. Và một cái sản phẩm đấy giá trị bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ nhân với gì? Doanh thu trung bình của giao dịch. Thì chúng ta ra được cái thành công nó như này. Đó thế. Là chúng ta này có 1.000 khách hàng một lần mua vào cửa hàng anh Trung. Tôi lấy ví dụ anh Trung như thế, mua $100, ví dụ tiêu $100 trong vào nhà cái cửa hàng của anh Trung thì chúng ta sẽ có gì? $100,000, đó. Chúng ta chỉ mua một lần thôi. Đấy. Thế thì chúng ta ra doanh thu và tiếp tục áp dụng công thức 25% thì chúng ta mới ra gì? Cái số tiền của em ạ. Đấy, các chị ra là cái phần tỷ suất lợi nhuận. Sau khi có doanh thu rồi thì ta tiếp tục nhân với 25%. Chúng ta bán sản phẩm không thể lãi quá 25% hoặc là trên 50% được. Chỉ lãi 25% là con số các nhà khoa học nghiên cứu rồi. Đấy, bán cái điện thoại ra, đúng không? Thì ta chỉ lãi quá đến 25% rồi. Sau đó thì chúng ta ra được cái lợi nhuận, đúng không? Doanh thu có rồi, nhân với tỷ suất lợi nhuận là 25%. Đến con số chúng ta không thể bán để các nhà khoa học nghiên cứu. Thì chúng ta ra được cái số tiền cuối cùng của chúng ta, đó là lợi nhuận. Đấy. Tuần nên chúng ta sẽ thu được $100,000, không phải là tiền rồi trả nhân viên, rồi trả kho bãi, trả mọi thứ đi, đúng không? Cuối cùng chúng ta được có $25,000 thôi. Và đây là công thức đầy đủ của Fireway thì anh chị áp dụng như này, đúng không? Đầu tiên là khách hàng tiềm năng này nhân với tỷ lệ chuyển đổi ra khách hàng thật của chúng ta, nhân với số lần mua và nhân với cái doanh thu, nghĩa số lần giao dịch nhé. Anh Sơn bán ô tô á, một cái ô tô bán bao nhiêu, sau đó ra doanh thu thực sự nhân với tỷ suất lợi nhuận thì mới ra lợi nhuận cuối cùng. Một cái ô tô anh Sơn bán được 50 triệu, anh Sơn không thể thu 50 triệu được, anh phải trừ mọi thứ đi thì anh còn lại cái số tiền của anh. Đây là cái công thức Fireway, mà công thức này cực kỳ hay. Bây giờ chúng ta mới đến phần áp dụng. Đây là công thức của chúng ta rồi, chúng ta sẽ áp dụng này. Rồi chúng ta sẽ lấy cái ví dụ con số chẵn chúng ta như này, từ 4.000 khách hàng tiềm năng chuyển đổi 25% còn lại 1.000 khách hàng, sau đó mua một lần và mỗi lần bán này được $100 thì chúng ta có $100,000 và nhân với tỷ suất lợi nhuận 25% chúng ta chỉ có $25,000 thôi. Đấy là công thức của chúng ta. Nhưng bây giờ làm thế nào để chúng ta sẽ bán được x 2 lần cái doanh thu này lên? Đấy không quan trọng. 1.000 khách hàng vào cửa hàng chung, giờ làm sao anh chung tăng số tiền đến gấp đôi? Thì đấy là để cần chúng ta áp dụng công thức, đúng không? Anh chung có muốn biết điều này không? Rồi. Đây, chiến lược chúng ta tăng gấp 2 lần doanh thu là chúng ta bán sản phẩm thứ hai. Thì ngày này, ngày đầu tiên của nhà làm Dream, tôi chỉ làm một hồ sơ bản vẽ thôi, sau đó không làm cái gì cả. Sau đó tôi tiếp cận công thức này, tôi bắt đầu quay ra đi kết hợp với bạn làm máy ngói, bán sản phẩm thứ hai. Anh xây dựng nhà để lợp ngói của em. Sau đó tiếp tục tôi liên hệ với điện nước, bạn điện nước, tôi là bán sang dịch vụ làm điện nước. Sau đó tôi tiếp tục sang bạn gạch men, tôi tiếp tục sang mọi thứ như vậy. Nhưng tôi sẽ sử dụng bán theo lần hai, cái chuyện hay cái sản phẩm dịch vụ của anh chị bây giờ đang tôi bán, hãy bán lần hai. Khách hàng vào làm răng hay nhập, anh nhập phải bán thêm một sản phẩm nữa thì nó sẽ tăng doanh thu gấp hai lần. Đấy, cái chị này nhân lên hai thì chúng ta sẽ có $5,000. Anh Trung mới bán thêm một sản phẩm nữa, mua gần câu bán thêm lưỡi câu, mua lưỡi câu xong bán tiếp thì mồi câu, sau đó bán sách câu cá, đúng không ạ? Đúng rồi, đấy chúng ta cũng bán thêm một lần nữa, chúng ta cũng mỗi lần bán thêm nữa chúng ta sẽ tăng doanh thu. Anh chị nhớ công thức như vậy. X hai lần, muốn anh chị nào muốn 4 lần không? Anh chị nào muốn bây giờ giơ tay. Rồi chúng ta sẽ nói câu pin này nhé. 2 3 pin này, yếu quá. 2 3 pin này, pin này. Rồi cảm ơn anh chị.
x 4 lần đây. Cái này chúng ta hay bị áp dụng này, bản thân anh chị hay bị áp dụng, bị áp dụng nhé, là chúng ta sẽ đi có thẻ thành viên. Cái chị mua siêu thị này, anh Năng đi đánh gôn thì có thẻ thành viên không? Mà thẻ thành viên thì chúng ta không thể mua lại hai lần mà mua lại nhiều lần, đấy, x 4 lần đấy. Giống anh Thái cũng làm cái thẻ thành viên về quảng cáo Minh Long thì có thể không phải mua một lần, không phải mua hai lần nữa mà mua gì, mua nhiều lần. Cái anh chị spa chú bạn Trinh ấy mà đến làm spa nhiều lần thì làm cho họ cái thẻ thành viên và mỗi một lần thì tích điểm, sau đó là quy ra tiền. Cái chị đang bị áp dụng bị tất cả các công lớn đang áp dụng chúng ta, nhưng mà bản thân doanh nghiệp ta lại không áp dụng. Cái anh chị đây là những phần rất là quan trọng của công thức phải quên để anh chị áp dụng trong doanh nghiệp. Còn nếu mà anh chị đây là tôi đang muốn thay đổi mỗi chỉ số là lần mua thôi, còn anh chị tương tự nhé, anh chị có thể thay đổi chỉ số thứ hai, đó là tăng cái giá tiền này. Không phải là $100 $105 chẳng hạn, thì cái con số này thay đổi. Đây là tôi đang chia sẻ một thời gian rất là ngắn, thay đổi mỗi cái thùng đường dưới này thôi, vui một vàng này, thay đổi mỗi cái này thôi. Các anh chị có thể thay đổi bất kỳ một cái biến nào trong anh thì anh chị có kết quả khác nhau. Và có một cái phần công thức để chia sẻ thay đổi các biến thì tôi sẽ chia sẻ cho những anh chị trong Vina. Tôi sẽ chia sẻ hết những phần này, nó hơi dài cả buổi sáng để làm việc với nhau, cái công thức này mới hết đâu. Đây là những phần rất là quan trọng trong Vina và lợi nhuận doanh nghiệp, dòng tiền của doanh nghiệp, thì anh chị hãy nhớ đến công thức Payway, xem dòng tiền chúng ta đang chạy đâu và tồn ở chỗ nào, thì chúng ta sẽ cần tìm những cái biến trong này và thay đổi một chút thôi, chỉ thay đổi vấn đề khách hàng cũ, chỉ thay đổi một chút thôi thì dòng tiền ra về doanh nghiệp rất là nhiều. Và tôi rất là biết ơn Vina biết được cái công thức này. Vừa rồi đã giải quyết xong cho anh chị về tài chính đúng không ạ, nó rất là ngắn và nhanh, nhưng anh chị nhớ đến công thức Payway thì anh chị áp dụng nó thì anh chị sẽ thành công hơn. Và rất là biết ơn tất cả anh chị Payway đã lắng nghe. Chúc anh chị luôn luôn kinh doanh thịnh vượng. Cảm ơn tất cả anh chị. Anh chị dành một tay lớn cho tôi đúng không ạ.